Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem phần 2 của cái video mà chơi khôn của mình. Như là chủ đề các bạn đã thấy, hoặc là cũng như video trước mình nói, thì hôm nay mình sẽ tiến hành nhuộm cái phần đuôi tóc của mình này. Các bạn thấy không, cái màu nó khá vàng. Nó không, mấy cái hôm đầu tiên của mình vừa mới tẩy xong á thì nó vàng chạch luôn. Nhưng mà sau này chắc có lẽ do mình gội đầu nên là nó bớt. Do đó nên mình nghĩ là mình phải nhuộm gấp thôi. Nếu không là cái tẩy này nó sẽ đi màu mất. Hôm nay mình lựa chọn nhuộm đó là màu xanh rêu, các bạn có thấy không? Rêu như vậy nè. Rêu thôi chứ nó không có khói hay là xám gì hết nha. Tại vì mình nhắn tin cho shop, mình bảo là shop ơi em lần đầu tiên thử tự nhuộm tóc, nên là shop chỉ riêng cái màu này mà nó dễ lên á. Thì shop bảo là có màu cam, đỏ, tím, xanh dương, rêu. Đó là những màu nó dễ lên, mình thấy màu này nếu lên thì có thể chấp nhận được nè. Còn màu đỏ hay là màu cam thì nó hơi nổi với mình quá. Nên là chúng ta bắt đầu. Theo hướng dẫn của shop với lại mình xem trên mạng đó, thì đầu tiên là chúng ta cần gội đầu sạch trước. Nhưng mà không được dùng dầu xả nha, tại vì mình nghĩ là dầu xả nó sẽ có một cái độ trơn nhất định đó, thì tóc nó sẽ khó lên màu hơn, màu nó không có bám được. Khi hành sấy tóc cho khô rồi chúng ta bắt đầu nhuộm thôi. Cái hộp mình mua là nó chỉ có một cái tuyết mỏng, trời sao này luôn các bạn, cộng lại nó có hai cái bao tay với lại một cái miếng ni lông để trùm. Nhưng mà cái miếng ni lông để trùm thì hôm bữa mình đã xài tiêu rồi. Yêu cầu bắt buộc của nó là các bạn phải tẩy tóc nha, tại vì nếu như mà không tẩy thì màu nó sẽ không lên. Ở đó đây có bán những cái màu, cái này là thuốc nhuộm tóc 2 tuần, có nghĩa là tùy vào chất tóc mà thời gian trung bình sẽ là tầm 2 tuần đó, thì tóc của các bạn sẽ quay trở lại như là màu cũ. Nó là một lựa chọn khá hay cho những ai mà muốn thay đổi bản thân như mình một chút. Sau đó nếu được thì chúng ta có thể đi nhuộm luôn đúng không? Mà ở đây có rất là nhiều màu, ví dụ như hồng, hồng khói, xanh khói, màu be pha khói, rất là đẹp, nhìn màu rất là đẹp. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn phải nhuộm cho nó lên một cái màu trắng mà như cái sợi cước ấy, trắng như là lông mà đi. Đấy. Ở những nhỏ đó đó thì các bạn mới có thể nhuộm được những cái màu đó. Còn như mình thì tóc mình chỉ lên màu đơn giản, màu vàng đơn giản như thế này. Thì mình nghĩ là mình lựa chọn một cái màu dễ lên một chút sẽ là một sự lựa chọn an toàn. Này các bạn thấy không, cái màu xanh của mình. Đó, mình sẽ nhuộm cái màu này. Thì hôm nay không có sự trợ giúp của ai hết nên là mình sẽ một mình một ngựa tự chiến đấu. Trời ơi, mà địch nó cứ ngửi đồ ăn của mình. Alo, mà địch nó cứ ngửi cái thuốc nhuộm tóc của mình. Lúc mà mình tìm hiểu thì là cái này nó ghi là thuốc nhuộm tóc tạm thời, thành phần là cái gì thảo mộc, hoa cỏ rồi gì đấy. Thôi thì người ta nói sao mình tin vậy thôi đúng không? Với lại mình cũng không phải là chuyên gia trong cái việc này. Đó, mình sẽ cột cái tóc mình lên, sau đó mình sẽ nhuộm cái phần này trước. Đầu tiên là chúng ta cần một cái khăn quấn quanh, đảm bảo cho việc không dây ra đồ. Mình đi cái này ngồi nó nhìn mình xem mê đó các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đem vào tay để nhuộm tóc. Các bạn nhớ đem vào tay nha. Hay là các bạn lời không mua vào tay thì lấy cái bịch ni lông ấy, để đảm bảo cho tay của chúng ta an toàn. Mình nghĩ là do mình chỉ nhuộm cái phần đuôi thôi nên là nó sẽ không rát. Nhưng mà nếu như mà các bạn tẩy tóc từ đầu xuống rồi các bạn nhuộm cả đầu thì rất có thể là nó sẽ rát. Cái màu này các bạn thấy không, sưng rồi hơi hợp á. Khi mà mình nhuộm lên mình sẽ bôi đó. Hôm bữa lúc mà mình đi mua tạp hóa xong mình thấy cái cô chủ quán tạp hóa nó đang nhuộm tóc, nhưng mà cô ấy cũng nhuộm tóc tại nhà thì mình có dễ thương lắm các bạn. Cổ bình thường mình nhuộm tóc là mình phải lấy một cái lược đúng không, còn cổ là cổ chưa trội luôn, cổ lấy cái hàng chả đánh răng của phép lên từ chân cho tới ngọn luôn. Nhưng mà cảm giác nó rất là đều á, mà nó đúng sáng tạo luôn chứ giờ mình chưa bao giờ nghĩ được có thể dùng cái bàn chả đánh răng đó để mà nhuộm tóc. Nhưng mà vì hôm nay mình không có nhuộm chân, mình chỉ nhuộm cái đuôi thôi nè, nên là mình nghĩ là mình có thể tự sửa bằng tay được. Cũng như lần trước thôi, các bạn để càng lâu thì màu nó sẽ lên càng đậm. À, quán của mình mở cửa lại rồi các bạn, nên là mình sẽ nhuộm tóc xong rồi lúc chờ 1-2 tiếng mình sẽ xuống dưới phụ dọn dẹp quán. Rồi sau đó mình sẽ lên quay thành quả cho các bạn xem. Hôm nay nắng đẹp đúng không? Tự nhiên nắng đẹp mình thấy da mình cũng đẹp. Chứ thật ra da mình dạo này xấu lắm, màu nè xấu lắm. Nhưng mình thấy mình hơi hối hận khi chọn cái màu xanh này. Mình không biết mà, có thể là nó hơi xanh không? Rồi, ngửi lên ra xong một lớp. Mình thấy đúng kiểu cây nhà lá vườn, có đâu chơi đấy. Thật ra cái đợt Tết đó là mình đã tính nhuộm rồi, mà mình thấy là mình cũng già rồi nên là mình đi nhuộm một cái màu sáng. Mình nói là cô ơi, cô nhuộm cho con cái màu sáng. Sáng mình như kiểu sáng như mình, cái đuôi mình đang nhuộm tại đây này. Thì cô bảo là ừ, yên tâm đi, cô nhuộm màu sáng lắm, cô nhuộm sáng lắm rồi. Xong ra cái màu đen xì này các bạn thấy không? Đó, mình nó đang đen xì nè. Về em mình còn kêu là ủa 4 tiếng vừa rồi, 4 tiếng nha các bạn, 4 tiếng vừa rồi mày đi đâu vậy? Tóc mày nhuộm chứ, chở mày kiếm tiền dạy nó này kia. Nên là thôi, mình quyết định mình tự xử lại nhà luôn, là nó an toàn. Mà dù sao tóc mình làm thì mình cũng không đổ lỗi cho ai được. Cái quy luật nó là như vậy. Mà cái gì mà mình tự làm thì mình không có đổ lỗi được. Đồ ăn tự nấu cũng vậy, tóc tự nhuộm cũng vậy. Anh Đại mà mình tỉnh hôm bữa
sau cái hôm ấy thì đã bỏ cuộc rồi. Bởi vì lúc ấy là mẹ nhụn cho mình, xong tóc nó bị bên này nè, bên mình đang nhụn thì nó vàng ché, rồi bên kia thì kiểu nó không đều á, nó bị hơi nâu một chút. Nên là mẹ bảo là thôi, mày làm gì tự làm đi, mặc dù mình không có cắt mắt gì nha, nhưng mà bảo mày làm gì tự làm đi, đang là cho không hợp. Nhưng mà mình nghĩ là mới lần đầu tiên nhụn mà được vậy là tốt lắm rồi, không đòi hỏi quá nhiều đó. Thường chỗ nào không đều cũng được. Nói một chút về Đà Lạt nha. Hiện tại á thì Đà Lạt thuộc dạng nguy cơ lây nhiễm thấp. Hình như vậy á, mình không nhớ rõ cái cụm từ nó là gì. Nhưng mà là hàng quán đã được mở lại rồi. Tuy nhiên á thì chỉ được mở lại hàng ăn uống với cà phê thôi. Còn bar bỏng với sao karaoke thì như là không rồi. Cộng thêm nữa đó là hàng quán thì cũng chỉ được, theo thông tin mới nhất thì cũng chỉ được nhận tối đa là 10 người khách thôi. Có điều là cái ngày mà 16 á, sau cái ngày mà cách ly, thấy cách ly rồi mà ra đường mình cảm giác như là Tết vậy. Mọi người đổ xô ra đường rất là vui, cảm giác như là mùng 1 Tết thật luôn á. Lúc đó Đà Lạt lại trở nên sôi động và nhộn nhịp rồi. Nhưng mà những ngày hiếm có của đài rất là thanh minh. Mình đang nhìn mình các bạn, mình không biết các bạn có mèo mèo các bạn nó có kiểu quan sát các bạn 24/7 không, chứ không mà gặp nhà mình á, nhất là mỗi lần mà mình thay đồ thì nó đứng nó nhìn các bạn, nó đứng nó nhìn mình thay đồ là mình ngại chết được. Cái chai thuốc tẩy tóc như vậy á thì theo hướng dẫn và cũng trên thực tế mình đang cảm thấy thì nó sẽ được dùng để khoảng nửa đầu thôi. Nếu như các bạn muốn nó lên đều màu và đậm hơn chút thì nó chỉ tầm được tới tóc ngang tay thôi, nên là mày quá bữa mình chỉ nhụt, mình chỉ tẩy cái nửa đầu. Trời ơi, này nó vàng, cái này là cái sợi mà hồi đó bạn mình á, lúc nào mình tưởng là sẽ nhụt cả đầu nên là bạn mình rút một cái sợi vàng ké. Sau khi mà các bạn nhụt tóc xong rồi á, đấy là các bạn hết thuốc xong, các bạn thấy nó ổn ổn rồi á thì mình sẽ để lau một chút rồi mình chỉ đi xả lại với nước ấm thôi nha, chứ không có xài dầu gội hay dầu xả gì hết. Tại vì những cái màu này nó tạm thời là nó rất là dễ bay màu. Nếu như mình mà tự nhụt thành công thì sau này chắc chắn sẽ có nhiều video tự nhụt nữa, tại vì cái gì mà mình thích tự làm ấy, tóc mái, tóc dài, tóc dịu vậy nên tự làm. Mình không biết nữa, chỉ là mình thích cái cảm giác mà mình tự làm, mình nó tự lên màu rồi. Nếu không lên màu thì là mình tự chấp nhận chứ kết quả của mình thôi. Mình nghĩ là video này mà sẽ được rồi. Hôm nay nắng đẹp, còn bữa đó mà mình tẩy tóc đó thì là buổi chiều cũng hơi trễ, 5-6 giờ gì đấy, nên là nắng nó xuống rồi. Với lại cái ô cửa sổ này cũng không phải là hướng để đón nắng chiều, nên là cái màu nó sẽ không đẹp như thế này. Cái này có lẽ sẽ đẹp. Nếu như bạn nào mà muốn mất like á, là một cái sợi chắc mà màu khác thì đơn giản rồi. Thế hôm nào mình thử mất like. Hôm bữa lúc mà mình nhụn thêm cái đuôi á thì mình xuống, nhưng mà rất may là ba mẹ mình không có nói gì, kiểu mình cũng lớn rồi á. Với lại ba mẹ mình tin mình cũng không có làm cái gì mà nói chung là tự hại mình đâu, nên là ba mẹ mình cũng không có nói gì. Với cái đầu tóc mà ở trên đây mình dưới vàng đặc như của mình, cho là mình rất là cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu cho con. Còn trẻ mà đúng không, mình còn trẻ nên là mình muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút. Tất nhiên là còn trẻ thì chúng ta phải làm rồi chứ không chỉ chơi không. Nhưng mà người ta kêu là chỉ không chơi giả hối hận á. Với lại sau này khi mà các bạn 40 tuổi rồi á thì các bạn cũng không thể nào mà dùng những cái màu như này được. Nó dậy lắm, tự giác mình thấy vậy luôn chứ không cần phải ai nói nữa. Vậy mà mình cần nghĩ là hôm nay mình sẽ đủ màu để mình dùng cả đầu xem là nếu không tẩy nó có lên hay không. Mình nói là một con người dễ bị lừa. Thôi đứng tin người. Mà ai nói gì mình cũng tin với các bạn. Ai nói gì mình cũng tin, là có những vấn đề mà mình hơi nghi ngờ á thì mình sẽ bảo là mày nói có thiệt không, để tao biết, tao đi nói lại với người khác nghe, chứ không phải là mình tao nghe không đâu. Xong đến là tao kêu ừ đúng, tao nói đúng mà mày tin tao đây thì mình sẽ tin luôn. Tại mình thấy bây giờ hàng ngày cuộc sống nó quá nhiều dữ liệu, quá nhiều data rồi, nên là mình bị một vài việc quan trọng thì mình sẽ đi check lại, còn không thì thôi cứ vậy người ta nói thì mình tin vậy thôi. Nếu như nó không ảnh hưởng tới mình cứ tin vậy thôi. Bét sạch cái tôi. Mình sợ là sợ cái phần ở dưới mình không thấy được. Có những cái loại dầu gội mà cái thuốc nhuộm mà loại dầu gội đó, thì nó sẽ đơn giản hơn. Nếu các bạn gội thì cái tỷ lệ mà nó thấm, nó lên màu nó sẽ tốt hơn mà. Chào mọi người, chúng ta gặp nhau sau 1-2 tiếng nữa. Xin chào các bạn nè, mình đã quay lại sau 1.5 tiếng. Mình vừa mới gội đầu xong. Mình đi chào các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thành quả sau 1.5 tiếng của mình cũng rất là hồi hộp. Xin nè.
cái này mình nên lúc mà mình gội lại thì mình nên gội lại bằng nước ấm á, tại vì lúc mà mình nhuộm tóc á thì nó dính vô cái da của mình, xong mình đi rửa mình thấy nó hơi dầu. Mà các bạn biết đó, nước nóng á thì nó mới tẩy đi cái dầu được. Nên là các bạn muốn mà nó sạch trên cái tóc mình á thì tốt nhất là mình dùng nước ấm và nước nóng, mình sợ nó sẽ bay luôn mặt. Mình không biết là nó có đủ sáng hay không, nhưng mà theo khuyến cáo á thì đó, nghe nó cũng đẹp mà nó sống 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 đó. Theo khuyến cáo thì các bạn nên sấy lạnh hoặc là để cho nó khô tự nhiên á, với lại 2 đến 3 ngày sau thì mình mới gội đầu đó. Lát nữa khi mà tóc mình khô rồi mình sẽ chụp hình mình để ở đâu đó cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển nhiều hơn. Bye bye các bạn.